Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người tiếp theo nữa là một cái cần tự động 3/8 inch của nhà Baco. Cái cần này có điều gì đặc biệt hay là thông số của nó ra làm sao, như thế nào thì em có thể chia sẻ cho mọi người chi tiết. Và hiện tại thì em đang có là những cái mà đã bỏ ra và những cái gì ở trên khay đựng như này. Ví dụ như là khay khi mọi người treo thường là về mọi người cũng bỏ cái này ra thôi. Đây là một cái khay nhựa hiện tại của hãng thôi nhá. Mã hàng của cây này thì nó sẽ là 7750SL và xuất xứ lại Made in Spain có nhá. Và với cái dòng này thì nó có đặc trưng như thế nào thì em cũng xin trả cho mọi người chi tiết luôn. Đầu vuông của nó 3/8 inch thì cái này các bác chắc là rất là nhiều bác sẽ rõ rồi. Thì thường như cần tự động như này thì nó sẽ chia ra làm các thể loại như là đầu vuông size từ 1/4 inch, loại thứ hai là 3/8 inch như em đang có ở đây, lớn hơn nữa là 1/2 inch, lớn hơn nữa là 3/4 inch, lớn hơn nữa là 1 inch, lớn hơn nữa là 1/2 inch thì đều có luôn. Và tất nhiên thì với tùy từng cái công việc, tùy từng cái cách mọi người sử dụng thì nó sẽ có những cái loại phù hợp. Có những cái loại to quá thì anh em dùng nó với công việc nhỏ nó không phù hợp, hoặc là nhỏ quá dùng với công việc to nó không phù hợp. Thì với tùy từng loại thì anh em có thể là kết hợp với những cái đầu khẩu như là cái công việc của mọi người dùng, tần suất nó sẽ như thế nào thì nó sẽ kết hợp phù hợp hơn. Đúng không, mọi người? Và sơ bộ với cái thiết kế của con cần tự động này thì nó sẽ dạng kiểu như này. Với con này thì 3/8 inch thì sơ bộ về ngoài nó sẽ có hai cái thành phần để các bác có thể tìm hiểu chính. Thứ nhất là phần thép, và thứ hai là phần cán cầm. Cán cầm nó sẽ là phần nhựa chứ nó không phải toàn bộ là phần thép mà thông thường như những cái hãng khác. Và với cái dòng này thì nó sẽ có một cái lỗ sỏ để thi công trên cao. Cái này là cái tùy chọn thêm. Còn mã hàng của nó sẽ ở trên này. Và chiều dài tổng thể thì em sẽ đo qua cho mọi người luôn để các bác có thể nhìn thấy rõ. Với chiều dài tổng thể nó đâu đó chỉ tầm là khoảng tầm 20cm thôi. Thì với cái này thì đặc trưng của nó có thể là sử dụng trong cả không gian làm việc chật hẹp được. Và phần bề ngang này của nó thì khi mà lách vào không gian chật hẹp thì bề ngang của nó chỉ tầm là 2,5cm thôi. 2,5cm thôi, rất là phù hợp và rất là gọn nhẹ. Và với cán này thì nó sẽ thiết kế được có hai cái thành phần nhựa. Một là cái phần nhựa cứng, nó màu bên trong này chính là cái màu cam. Còn cái phần nhựa mềm, hơi mềm hơn chút, các bác có thể hơi nhấn xuống một chút được, thì nó chính là cái phần nhựa màu đen. Và với cái dòng này thì nó sẽ có tích hợp tất cả những cái như là gạt đảo chiều ở trên này luôn này, hoặc là nút nhấn để có thể lấy khẩu nhanh. Và lát nữa thì em sẽ demo cho mọi người cái nút nhấn để lấy khẩu nhanh khi mà sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Và đầu vuông của nó đây thì chính là cái đầu 3/8, các bác thừa hiểu và thừa rõ rồi. Và với cái đầu 3/8 này thì cái công nghệ của nó thì nó sẽ có tùy từng hãng nhé. Tùy từng hãng thì có những hãng thì họ sẽ thiết kế là 36 bánh răng cóc, nhưng mà con này thì nó sẽ là 72 bánh răng cóc. Thì cái 72 bánh răng hay 36 bánh răng hay là 24 bánh hay bao nhiêu bánh thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thì trên một vòng quay, một vòng tròn như này thì nó sẽ là 360 độ. Khi mọi người quay hết một vòng tròn này nó sẽ 360 độ. Thì với cái bánh răng nó sẽ càng nhiều thì cái góc vặn, cái không gian làm việc nhỏ thì nó sẽ càng dễ. Tức là với cái bánh răng thì nó là 36 bánh răng thì chia ra cho 10, 360 chia cho 10 thì chia cho 36 thì nó sẽ là 10, tức là một cái góc vặn nhỏ nhất của nó sẽ là 10 độ. Thì với con 72 răng này thì một góc vặn nhỏ nhất của nó sẽ là 5 độ, tức là cái không gian làm việc của mọi người sẽ thu được lại một nửa so với cái dòng là ít bánh răng hơn. Đấy. Thì mọi người có thể là phân biệt với cái bánh răng nhiều và bánh răng ít thì cái không gian làm việc nó lợi thế như nào, đặc biệt là những không gian chật hẹp thôi nhá. Và tất nhiên là những cái dòng này thì nó đều có cái phần, ngoài cái phần không gian làm việc chật hẹp rồi thì cái cán, cái cầm này nó cũng có thể là chống trượt. Và dòng này thì nó sẽ đáp ứng những cái tiêu chuẩn như là ISO 3315 hoặc là 1147/2 hoặc là DIN 3122 hoặc là DIN 3120 thì nó đều đáp ứng những tiêu chuẩn vậy. Vì vậy nên là khi mọi người sử dụng thì các bác yên tâm cho em là dùng nó cực kỳ bền bỉ và trâu bò có nhá. Và khi mà còn nói thêm cho mọi người chút nữa là về cái dòng này thì tại sao nó có cái nút ấn như này, nút ấn nhả khẩu nhanh thì nó sẽ có tác dụng như nào thì em sẽ demo cho mọi người ngay bây giờ. Thì khi mà cái nối hiện tại thì em đang có những đầu khẩu 3/8 inch ở trên này của nhà Tone của Nhật. Thì với chuẩn của nó thì với cái dòng của châu Âu hay dòng của Nhật hay dòng của bất kỳ một cái hãng nào đi chăng nữa, nếu mà đã là khẩu 3/8, nếu mà đã là cái ốc 3/8 thì các bác có thể là kết nối được với nhau, các cái cần tự động nó có thể kết nối với nhau, hay là đầu ốc nó có thể kết nối với nhau, chứ nó không phân biệt là hãng này hãng kia, nó theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Đấy, thì khi mà kết nối thì các bác chỉ cần nhấn vào như này chúng em này. Thông thường thì nếu mà cái dòng đầu mà nó không có nút nhả nhanh, nút ấn nhả nhanh như này thì khi các bác ấn các bác sẽ cần phải mất rất nhiều lực tay để các bác ấn vào. Nhưng mà khi với cái dòng nút ấn nhả nhanh như này các bác chỉ cần ấn nhẹ như này
Sau đó các bác sẽ nhìn thấy là cái viên viên bi ở đây nó sẽ âm xuống. Đây, khi mà các bác ấn thì các bác sẽ thấy là cái viên bi nó sẽ âm xuống này. Đấy, các bác nhìn thấy cái viên bi nó sẽ hơi âm xuống không? Trên camera không biết là mọi người có thể nhìn thấy không? Đây, viên bi nó âm chìm hẳn xuống. Thì các bác sẽ đưa vào nó rất là dễ dàng và các bác sẽ không cần mất lực nhiều. Đấy. Và sau khi các bác thả tay ra thì tất nhiên là mọi người muốn rút ra cũng sẽ không rút được. Và khi mà muốn nhả nó ra thì các bác chỉ cần ấn như này, tự động khẩu nó sẽ rời ra, rất là dễ dàng và rất là đơn giản. Và tất nhiên như thế thì cái không gian cái mà mọi người đỡ mất công, đỡ mất sức hơn. Và tất nhiên là cái này em demo cho mọi người thì em sẽ làm rất chậm, chứ còn là khi mà anh em đã dùng quen rồi thì các bác chỉ cần là thao tác nhanh và như thế này thôi, hoặc là thao tác nhả cũng chỉ đơn giản thế này. Và tất nhiên rồi, những cái khẩu khác có cũng sẽ tương tự như vậy, kể cả nhỏ kể cả to, cứ khẩu 3/8 inch, đầu vuông này của nó 3/8 inch, chắc chắn là mọi người sẽ bỏ vừa vào này thì nó sẽ gọi là cái đầu đực và đầu cái đấy, để có thể kết nối. Và tất nhiên là với bánh răng 72 bánh răng thì bây giờ nó mới cái thể hiện cái sự tiện dụng của nó, tức là một cái góc vặn nhỏ nhất như thế này. Đây, như em đang vặn cho mọi người có thể nhìn và nghe tiếng nhá. Một cái góc vặn như thế nó sẽ là Ấn Độ. Vì vậy nên là với không gian mà ví dụ như không gian làm việc mà nó bị kích ở cả hai bên như thế này. Đây, em có thể demo cho mọi người như thế này. Nó bị kích ở hai góc như thế này thì đây, ví dụ cái góc làm việc của mọi người nó chật hẹp, cái tay mọi người thao tác ở đây chẳng hạn. Ví dụ như tay mọi người thao tác cái ốc ở đây, tay mọi người thao tác thì nó đang chật hẹp như này, thì cái góc vặn nó càng nhỏ thì mọi người vặn con ốc nó sẽ càng nhanh. Với một con cần tự động này, bánh răng nó số lượng bánh răng nó càng nhiều thì mọi người vặn ốc nó sẽ càng nhanh. Ứng dụng ở đây chính là cái không gian làm việc ở trong không gian rất góc hẹp như này. Đấy, nó sẽ không thể nào mà ví dụ như không gian rộng thì các bác có thể vặn như thế này thoải mái này. Đấy, nhưng mà với không gian hẹp như này. Với không gian hẹp như này, các bác nhìn thấy này. Khi mọi người vặn ấy thì các bác có thấy là khi mà sử dụng thì cái không gian làm việc nó rất là nhỏ như này, thì các bác sẽ thấy rõ điều đặc biệt là với con 72 răng nó sẽ vặn nhanh hơn gấp đôi so với con 36 răng. Đấy là điều đặc trưng đó nhé. Vì vậy nên là không phải tự nhiên mà không phải hãng nào nó cũng làm được cái số lượng bánh răng cóc nhiều trên một cái con cần tự động mà nó nhỏ như này đâu. Đó là cả một cái công nghệ đấy các bạn. Ok mọi người, đấy là sơ bộ về cái thông tin chi tiết về cái cần tự động như này. Và ngoài ra nữa thì em cũng tra thêm cho mọi người về cái mức giá bán. Thì mọi người thường hay thấy là nhiều khi là mức giá tại Việt Nam thì nó hơi cao một chút, nhưng mà bây giờ em có thể là tra thêm cho mọi người một số cái nơi hoặc là một số cái điểm bán ở trên thế giới, các bác cũng có thể là tham khảo nhé. Vì với khi mà em tra Baco 7750SL trên này thì các bác nhìn thấy là có những bên đang bán là 55 euro này, 55 đô này, thì tương ứng quy ra tiền Việt là 1.348.000 chưa thuế này, còn em thì em bán giá đâu đó tầm 1.345.000 đấy. Thì các bác thấy là với cái mức giá như vậy thì liệu nó có cao hay không? Và đây, 61 đô này, rất là nhiều, trên kể cả Amazon họ cũng đang bán, rất nhiều bên đang bán 55,71 thì giá nó cao hơn, còn 73 phẩy mấy đây này. Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều cái mức giá nó khác nhau. Thì tự chung lại thì hiện tại em đang bán với cây này thì với mức giá là 1.345.000, nhưng mà những cái cây đầu tiên trong cái lô hàng mới về ngày hôm nay thì em cũng sẽ có cái mức giá nó hấp dẫn hơn để đưa đến chỗ người. Và với cái này thì mức giá nó sẽ còn là 1.225.000 đúng nhá, 1.225.000. Tất nhiên là ví dụ kể cả những cây mà em đã bóc cái khay này được ra rồi thì khi mọi người nhận hàng thì nó cũng sẽ là hàng mới và em chưa từng sử dụng đâu. 1.225.000. Và tất nhiên là cái mức giá mọi người mua thì bên em sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người những cái gì. Đầu tiên nó sẽ là một cái bộ mà đầu tiếp HS306 của nhà Tone. Đây, với cái bộ này HS306 thì chính là cái bộ mà em demo cho mọi người đấy. Với cái bộ này các bác cũng có thể là search giúp em giá ngoài thị trường, còn em sẽ search cho mọi người luôn nhá. Với bộ HS306 như này thì nó sẽ gồm những cái đầu khẩu như là 8 này, 10 này, 12 này, 13 này, 14 này và 17, những size khẩu phổ thông nhất loại 3/8 inch. Tất nhiên là mọi người có thể là kết nối thêm những cái đầu khẩu ở đây này. Các bác có thể là tháo cái này ra, tháo phần đầu bịt này ra. Đầu bịt này ra các bác có thể là lắp thêm vào đây, lắp thêm những cái đầu khẩu khác vào đây. Ví dụ như là các bác mua thêm những cái phần nẹp của giá đỡ của cái đầu khẩu 3/8 inch, xong đó các bác lắp vào đây này, thì các bác có thể kết nối giúp em vào đây nhá. Thì trên video thì tay em hơi lòng ngóng một chút, mong các bác thông cảm. Đấy, và cái thanh đựng khẩu này thì nó cũng là cái dạng thanh nhôm định hình, như vậy nên là các bác nhìn thấy nó rất là dày dặn và nó rất là chắc chắn, chứ nó không phải là cái dòng ọp ẹp các nhá. Và đây là một cái nguyên bộ mà HS306, và giá tiền thì mọi người em cũng có search ở trên mạng rồi, em cũng có tìm hiểu rồi, các bác cũng có thể là tham khảo giúp em. Với bộ HS306 như này thì hiện tại họ đang bán là 31,39 đô, thì nhân ra đó đâu đó rơi vào tầm là 700-750 tiền Việt rồi đấy. Thì các bác thấy là số lượng lượt bán cũng rất là nhiều trên này, 97 lượt bán đánh giá 4.6 trên 5 sao, cũng rất là kinh khủng luôn. Và bộ này sẽ là tặng
tặng khi mọi người mua cái cần như này. Và cái thứ hai nữa là tặng thêm cho mọi người là một sản phẩm nữa đây, là một bộ cờ lê của nhà Chesco. Và tất nhiên là cái số lượng em giới hạn thì nó chỉ là đâu đó tầm 1-2 lần đầu thôi, 1-2 người thôi. Đấy, ví dụ như là một cái bộ đây thì các bạn có thể thấy là mã hàng của nó sẽ là Chesco TS-7S. Thì nó sẽ gồm là bộ này nó sẽ là bộ cờ lê hai dầu mỏ. Và tất nhiên là Chesco họ làm cũng rất là chỉn chu với những cây cờ lê này rồi, okay, mọi người. Và những size cờ lê này các bác có thể mua lẻ, nhưng mà đây em bán cả bộ luôn để các bác phải setup luôn này. Ví dụ như size 5.5x7 này, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17 và 17x19. Các bác có thể sử dụng luôn với một bộ như này. Tất nhiên là mọi người có thể gập lại treo lên, hoặc là để treo lên thì nó sẽ có hai móc trên cao hoặc hai móc dưới thấp để có thể treo. Và với một bộ này em cũng có sớt luôn cho mọi người là xem là cái mức giá thì em xem ngoài thị trường nhé, ngoài quốc tế họ bán như thế nào. Các bác cũng có thể sớt cho em này. Với một bộ TS-7S đây, hiện tại họ đang bán là $38.41. Nói chung là cái mức giá nó cũng không hề rẻ một chút nào. Đây, thì đây là những size mọi người đang dùng này. TS 5.5x7 này. Đấy, TS 8x10, 10x12, 11x13 thì chính là những cỡ này. Đó đây, size 17, 19 đây. Các bác cũng có thể nhìn rõ luôn nhá. Đó nhá. Nói chung là nó hãng họ làm rất là đẹp. Và Chesco thì nó là một cái thương hiệu mà đến từ Nhật Bản các nhá. Và giá tiền cho bộ này thì cũng là free khi mọi người mua cái cần tự động như này. Tổng thể là mọi người về nhận hàng thì sẽ là 3 món như này. Và với mức giá mọi người trả cũng sẽ thấp hơn, thấp hơn so với cái mức giá mà em đang niêm yết ở trên website. Mức giá em sẽ bán cho mọi người bộ này sẽ là 1.225.000, so với mức giá là 1.345.000 thì chắc chắn là mọi người tiết kiệm hơn rồi, đúng không? Tiết kiệm hơn được 100.000, 100 mấy rồi. Mà tổng thể 3 món như này, 1.225.000, có duy nhất là hai mã hàng mới về có thể hỗ trợ cho các bác. Các bác cần thì có thể liên hệ một trong hai số hotline bên góc trái màn hình là em Cương hoặc em Huế có thể hỗ trợ cho mọi người. Ngoài ra là địa chỉ bên em có một địa chỉ duy nhất là 123 An Dương Vương Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ đấy để có thể là gặp trực tiếp bên em và cũng như là có thể là sờ cầm nắm thoải mái. Còn nếu mà bác nào ở xa thì bác tin tưởng rồi, bác là khách quen rồi thì bác cứ yên tâm cho em là bên em có nhận ship hàng và kiểm tra hàng trước nhận hàng, hàng khi đến tay các bác yên tâm cho em. Ok mọi người, còn với bộ của Tonen như này thì size nếu mà bác nào mà cần size, cần kích cỡ thì các bác cũng có thể là xem giúp em luôn nhá. Tất cả trên đầu khẩu thì nó đều có trên này rồi, thông số nó đều có trên này. Các bác yên tâm giúp em là hàng khóa khi nhận hàng nó sẽ là hàng mới hết. Còn video cũng rất là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh của Hasitun các bác nhá.